Đến thế giới cực lạc Điều đầu tiên mà ta đạt được Là thọ mạng vô lượng Diễn diễn không già Nếu thọ mạng dài lâu Thì sẽ già Mà già thì khổ biết bao Như vậy còn có thể học được Không thể học Thế giới cực lạc trẻ mạng mỗi người đều như người thế gian chúng ta mười mấy hai mươi tuổi tuổi trẻ sức mạnh quý vị hỏi tuổi của họ không phải nói mấy trăm năm mấy ngàn năm họ nói với chúng ta họ sống đến mấy a tăng kỳ kỳ nhưng vẫn trẻ như vậy vẫn mạnh khỏe như vậy vẫn học tập như vậy cơ hội này đến đâu để tìm chỉ có đến thế giới cực lạc ngoài thế giới cực lạc ra thì tìm không thấy chỗ thứ hai